Chuyện gì? Anh cứ bình tĩnh nói lại với em xem nào. Tính mạng của rất nhiều người đã nằm ở trong tay anh, nhưng mà... Tính mạng á? Tính mạng của ai? Anh phải thực hiện một cái nhiệm vụ. Chia tay đi, tao chán rồi. Anh nói cái gì? Chia tay á? Được, chia tay thì chia tay. Thằng Thiền.